Sáng nay, Quốc hội thảo luận tổ về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý, vấn đề xả lũ và thủy điện tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu. Từ thực tiễn bão lũ ở miền Trung, theo Bộ Công Thương, chuyện ứng phó với thiên tai, bảo đảm an toàn của hồ thủy điện, hồ chứa nước, hồ thủy lợi là nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài ra cũng khẳng định các thủy điện đều đã xả lũ đúng quy định, góp phần cắt lũ. Trong mùa mưa bão lũ của năm 2020, Bộ Công Thương đều phối hợp với các bộ ngành, tổ chức các đoàn đi kiểm tra về an toàn đập thủy điện. Qua thực tế kiểm tra, tất cả hồ đập thủy điện ở tại khu vực đều đảm bảo an toàn của đập và cũng như là vận hành của hồ. Tất cả hồ đập thủy điện đều thực hiện quy trình xả lũ và vận hành liên hồ, đơn hồ theo đúng quy định của pháp luật. Cũng phải khẳng định rằng tính dị thường và cực đoan của thời tiết là một trong những nguyên nhân lớn ảnh hưởng đặc biệt gây hậu quả ghê gớm trong thời gian vừa qua.